Luster có dễ hơn Java không? Khi bạn phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng Rung, bạn chỉ phải sử dụng một cơ sở mã duy nhất để phát triển ứng dụng cho Android và iOS. Mặt khác, nếu bạn sử dụng Java, bạn chỉ có thể phát triển cho nền tảng Android. Như bạn đã biết, 2 tốt hơn 1. Hãy tận dụng Rung để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng. Dart và Flutter có giống nhau không? Đầu tiên, Dart là ngôn ngữ lập trình được tối ưu hóa cho ứng dụng di động, trong khi Flutter là một nền tảng mới được xây dựng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng di động. Hai yếu tố này làm cho Dart trở thành lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn thiết kế ứng dụng từ đầu hoặc nếu bạn muốn sử dụng cơ sở mã hiện có để xây dựng ứng dụng của mình.